Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ. Ngày 14 tháng 7, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức cuộc gặp mặt người có công, cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2017 và 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại cuộc gặp mặt, thế hệ trẻ Lào Cai đã được ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự ra đời và ý nghĩa của ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950 và ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Để bày tỏ lòng tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người có công với đất nước. Qua những câu chuyện sinh động được kể lại bởi những nhân chứng lịch sử trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã giúp các đoàn viên hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, góp phần hình thành nhân cách sống, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm trong mỗi hành động của thế hệ trẻ. Qua đó tích cực tham gia các hoạt động phong trào cụ thể, thiết thực như vận động các đoàn viên thanh niên, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các phần quà, giúp đỡ ngày công lao động đối với gia đình người có công và các cựu thanh niên xung phong trong toàn tỉnh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Lào Cai đã trao tặng 32 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong, động viên khích lệ tinh thần cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng đối với các cựu thanh niên xung phong. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 989 QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 498 liệt sĩ. 498 liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công đợt này thuộc các Bộ Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Quốc phòng và 36 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Lào Cai. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong thời gian qua, dù đã làm tốt các chính sách với người có công, nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng khá nhiều hồ sơ đã kê khai xong, chưa được xác nhận có công, nhất là 5.900 hồ sơ kê khai liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận trên 2.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong tổng số 5.900 hồ sơ tồn đọng. Bộ cũng đã trình Chính phủ bổ sung cấp mới đổi 35.000 bằng Tổ quốc ghi công. Trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục rà soát các hồ sơ tồn đọng và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Khối thi đua nội chính vừa tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2017. 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong khối nội chính của tỉnh đã chủ động, sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công tác biểu dương, nhân rộng những cá nhân tập thể điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét và trở thành động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua khen thưởng, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt bảng điểm thi đua, có điểm trừ, điểm cộng rõ ràng cho từng lĩnh vực giao kết thi đua. Nhân dịp này, có 8 cá nhân đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong khối thi đua nội chính tỉnh được nhận giấy khen của trưởng khối thi đua. Cung Thiếu nhi tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Hội đồng đội và Thư viện tỉnh tổ chức trại hè thiếu nhi các dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2017 với sự tham gia của hơn 200 em thiếu niên nhi đồng là học sinh các lớp năng khiếu hè. Tại trại hè, các em học sinh đã được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như kéo co, bịt mắt, đánh trống và thể hiện tài năng năng khiếu của mình qua việc tham gia các môn thi đấu thể thao, bóng đá, cầu lông, cờ vua, bơi lặn, võ taekwondo, vẽ tranh. Các bạn nhỏ cũng được tham quan phần trưng bày và đọc sách với những cuốn sách, truyện tranh hay và ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Hôm nay thì mình rất là vui khi lần đầu tiên mình được vẽ những bức tranh đẹp và những bức tranh này rất là ý nghĩa với mình. Mình thấy rất là vui và nó mang lại những bổ ích mà mình chưa bao giờ có và nó khiến mình có thể giúp mình theo đuổi ước mơ của mình. Tôi cảm thấy rất là vui, các con của tôi được tham gia rất là tiếp
thu được rất nhiều kiến thức rất bổ ích và cũng được trải nghiệm với rất nhiều những cái lĩnh vực năng khiếu của các con. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức và đã thực sự trở thành ngày hội dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Huyện Bảo Thắng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017. Tại hội nghị, huyện Bảo Thắng đã tập trung chỉ rõ những khó khăn tồn tại trong sản xuất nông lâm nghiệp, nhất là việc giá lợn hơi xuống thấp kỷ lục trong thời gian vừa qua đã khiến nhiều gia đình phải bỏ đàn, không đầu tư chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh nên đã xuất hiện dịch bệnh ở đàn lợn tại một số xã trong huyện. Giải pháp được huyện Bảo Thắng tập trung chỉ đạo lúc này là vận động nhân dân cải tạo đàn lợn nái để nâng cao chất lượng thương phẩm. Vì thực tế hiện giá lợn hơi đã nhích lên, nhưng với những loại lợn được nuôi trong các trang trại lớn, lợn nạc giá xuất bán thường cao hơn lợn mỡ khoảng 7 đến 10.000 đồng mỗi kg. Đối với sản xuất vụ lúa mùa, Bảo Thắng phấn đấu sẽ cấy xong trong khung lịch của tỉnh trước ngày 30 tháng 7 để tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại. Riêng đối với xã Gia Phú, có một số diện tích ruộng sẽ bị thiếu mạ cấy do mạ bị ngập úng. Diện tích này dự kiến sẽ chuyển đổi sang loại cây trồng khác hoặc sẽ áp dụng hình thức gieo xạ để đảm bảo khung thời vụ. Theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, thì trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng thu hoạch một số cây ăn quả lâu năm của Lào Cai như mận, đào, xoài có mức giảm so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xoài giảm 6,2%, mận giảm 18,3%. Và đào giảm 3,1%. Nguyên nhân một số cây ăn quả tại các địa phương giảm chủ yếu là do thời tiết đầu năm mưa nhiều, dẫn đến cây trồng khó ra hoa kết trái. Bên cạnh đó, một số diện tích các loại cây trồng này đã già cỗi, người dân chặt bỏ trồng thay thế nên năng suất cây mới trồng chưa cao, dẫn đến sản lượng quả sụt giảm. Riêng sản lượng mận Tam Hoa Bắc Hà năm nay thu được khoảng 2.500 tấn, giảm khoảng 1.000 tấn so với năm trước. Tuy sản lượng quả giảm nhưng giá mận Tam Hoa Bắc Hà năm nay lại được giá bình quân 35 đến 50 nghìn đồng một kg, nên thu nhập của các hộ trồng mận không bị sụt giảm. Nhiều hộ nông dân Bắc Hà đang tiếp tục cải tạo, mở rộng vườn mận theo quy hoạch phát triển chung của huyện. Theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thì số xã đạt chuẩn tiêu chí điện nông thôn của Lào Cai hiện đạt 74 trong tổng số 143 xã, nghĩa là mới đạt 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí về điện nông thôn. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xây dựng mới được 103 km đường dây 35 kV, lắp mới 12.951 công tơ, từ đó tăng thêm 2.692 hộ dân được sử dụng điện trên địa bàn 28 thôn bản. Hiện đã có 74 xã có tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Trong giai đoạn tới, Lào Cai sẽ tập trung nâng cấp chất lượng đường dây điện, trạm biến áp để đảm bảo cung cấp điện an toàn cho hộ dân, phấn đấu đến năm 2020. 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh được dùng điện lưới an toàn và đến hết năm 2020, tất cả các xã đạt tiêu chí theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa, căn cứ vào điều kiện đặc thù của mỗi địa phương, mỗi cộng đồng dân cư, tại Lào Cai đang xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Mô hình tự quản về an ninh trật tự của dòng họ Hoàng ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai mà chúng tôi phản ánh sau đây là một điển hình cần nhân rộng. Mô hình dòng họ Hoàng tự quản về an ninh trật tự ở thôn Đá Đinh 1, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai được thành lập và hoạt động từ năm 2013 trên cơ sở gắn kết mối quan hệ thân tộc và phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ vào việc thực hiện những mục tiêu chung. Tất cả các thành viên của dòng họ Hoàng tại địa phương này đều được tuyên truyền, vận động, giáo dục để nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Dòng họ Hoàng tức là hoạt động theo tức là cái quy chế này thì là được tức là ban công an xã mới là dòng họ tức là cùng xây dựng, sau đó lại được tức là chính quyền xã đấy là coi như là xác nhận để làm cái cơ sở cho tức là cái dòng họ tức là hoạt động đấy. Từ khi tức là thành lập đến nay thì cái dòng họ này luôn duy trì tức hoạt động tức là rất là đúng tức là cái quy định trong dòng họ thì chủ yếu là ngoài cái chính sách phổ biến chung tức là của xã ra, thế thì dòng họ đã tức là tiếp thu và vận dụng tức là vào cái thực tiễn tức là của dòng họ mình tức là hoạt động hàng tháng này, hàng quý này và có cả hàng năm đấy, mình vận dụng phù hợp với cái điều kiện với cái hoàn cảnh tức là của dòng họ của mình đấy, là cái biết vận dụng đấy như là cái vận động tuyên truyền tức là giáo dục các cái thành viên trong dòng họ
cũng như là các cháu luôn tức là chấp hành chính sách của Đảng nhà nước. Kể từ khi thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự, dòng họ Hoàng đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ban an ninh của thôn trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn và ngăn chặn các vấn đề phát sinh ngay từ trong gia đình, dòng họ, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh thôn xóm. Kết quả cho thấy là mô hình hoạt động rất là có hiệu quả, đặc biệt là qua các hàng quý rồi hàng năm mà có tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động trong một cái năm. Thì là về kết quả mô hình hoạt động rất là có hiệu quả, đặc biệt là công tác phát động về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ấy, là mô hình trực tiếp là truyền tải rồi là triển khai các cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của xã đến các hộ. Mô hình dòng hàng hiểu và lắm và thực hiện tốt, do vậy là mô hình cũng không có vi phạm về các tai nạn xã hội, và đặc biệt là cung cấp cho công an xã rất nhiều tin tức. Trong cuối năm chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng thêm 1 đến 2 mô hình dòng họ khác để góp phần là đảm bảo an ninh trật tự tại thôn và tại xã. Ngoài việc chính là tự quản trong đảm bảo an ninh trật tự thì tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ các hộ còn khó khăn trong dòng họ vươn lên thoát nghèo cũng được nhân lên đáng kể từ khi mô hình dòng họ Hoàng tự quản đi vào hoạt động. Cụ thể như hỗ trợ ngày công lao động và vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà cửa, trích quỹ dòng họ mua con giống, vật tư nông nghiệp giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Dòng họ đã tổ chức tự họp và triển khai, tức là vận động các thành viên trong gia đình. Thứ nhất là chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của nước tốt, cũng như ở trong thôn. Thứ hai là vận động trong thành phần gia đình mình, nói chung là chấp hành tốt và gương mẫu đầu tàu, chấp hành tốt và thực hiện phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tức là trong gia đình. Qua thực tế từ đó thì kinh tế gia đình phát triển khá tốt, đã đào tức là được các con cháu được đi học. An ninh trật tự thôn xóm được đảm bảo, mối đoàn kết tương trợ trong dòng tộc được phát huy. Đó là lợi ích kép mà mô hình dòng họ tự quản mang lại. Bởi vậy, việc khuyến khích và nhân rộng mô hình này ở các địa bàn nông thôn, vùng cao, nơi mà mối quan hệ họ hàng, thân tộc luôn được đề cao là cần thiết và phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, dự án khu đô thị Zermen ở Lào Cai do công ty cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư là một trong 8 công trình trọng điểm được tỉnh Lào Cai gắn biển công trình hoàn thành chào mừng 110 năm ngày thành lập tỉnh. Công trình hoàn thành với thiết kế kiến trúc hiện đại đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đô thị Lào Cai ngày càng văn minh hiện đại, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cho thành phố. Zermen Lào Cai tọa lạc ở vị trí trung tâm bên trục đường đại lộ Trần Hưng Đạo, nằm ở khu vực nối giữa trung tâm chính trị và thương mại của thành phố Lào Cai, tạo điểm nhấn và ấn tượng mạnh về không gian kiến trúc của thành phố biên cương. Hiện Zermen Lào Cai đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm 441 căn biệt thự, liền kề và nhà phố thương mại. Dự án Zermen Lào Cai được quy hoạch là khu đô thị sinh thái hiện đại, đồng bộ, cao cấp tại tỉnh và đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau về nhà ở, văn phòng thương mại với các tiện ích cao cấp như công viên cây xanh, nhà trẻ, trung tâm thể thao hiện đại, quảng trường và đài phun nước. Đây là dự án tiên phong trong sự phát triển các khu đô thị của tỉnh, là biểu tượng cho sự phát triển năng động của thành phố, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Lào Cai. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.